Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn cần 3 khúc dây trong chiều dài 3m3, độ cứng 50, cần Agok của Shimano sản xuất các bạn. Cần này còn khoảng 80% các bạn, còn rất đẹp. Tem nhà sản xuất đây bạn. Khuyên bát bát Fuji, khuyên cũng Fuji bạn. Đây bát gà máy Agok Shimano. Chui cần được làm bằng mút cứng. Còn mới lắm, đẹp luôn, dây đây bạn, luôn dây cả lốt góc lốt giữa đây các bạn, có mấy vết xước. Đây là chấm chấm này để có tạo ma sát thì các bạn lúc tháo lắp cần nó dễ, nó không có trơn, nắm mà nó có ma sát nó bám đoạn đầu đoạn cuối đều có. Đốt nào đốt giữa này có hai chỗ, đây đá này, đá để chạy dây này. Đá này. Mình đá này. Thứ hai nó được ngọn đây bạn, đây, đầu alo đây có đá rồi này, đây là có đá tiếp này bạn, đá để chạy dây đấy. Bây giờ thầy đang giới thiệu các bạn cần Agok và Shimano sản xuất, cần dây trong 3 khúc, độ cứng 50, chiều dài 3m3. Hải Đăng Fixing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fixing.